Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục sửa lỗi cho các bạn từ bài tập ngày số 13 tháng 5. Lỗi mà chúng ta sẽ sửa hôm nay đó là lỗi về article, mạo từ. Trong câu tôi không có tính hài hước nhưng tôi hay kể những câu chuyện hài hước. Về thứ nhất các bạn làm là I'm not a humorous. Nhưng bạn lưu ý, nếu như bạn sử dụng mạo từ ấy thì đằng sau mạo từ này sẽ cần có một danh từ hoặc một cụm danh từ mà không bắt đầu bằng một nguyên âm. Như vậy, nếu như bạn sử dụng A trong trường hợp này, bạn sẽ phải nói là I'm not a humorous person. I'm not a humorous person. Còn nếu như bạn không sử dụng A, thì đơn giản các bạn chỉ cần nói I'm not humorous. I'm not humorous. Chúng ta có hai loại mạo từ. Loại mạo từ thứ nhất đó là mạo từ không xác định. Và loại mạo từ thứ hai đó là mạo từ xác định. Với mạo từ không xác định, un, thì đằng sau nó chúng ta sẽ phải cộng với một danh từ hoặc là một cụm danh từ số ít. Và thường thì chúng ta dùng mạo từ này để giới thiệu hay trong những mẫu câu giới thiệu. Ví dụ như là My father is a farmer. My father is a farmer. Bố tôi là nông dân. Farmer là một danh từ. Hay This is an old pan. This is an old pan. Đây là một chiếc chảo cũ. Old pan là một cụm danh từ. Mạo từ a đứng trước một phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm. Ví dụ như là a desk, a university. Âm u trong từ university có phiên âm là u. Nó bắt đầu bằng một phụ âm y. Yeah. Thế nên chúng ta sẽ nói là a university. Mạo từ ân đứng trước một nguyên âm, các bạn biết cụm nguyên âm uể oải đúng không nào? U E O A I. Hoặc từ có âm h là câm. Ví dụ an apple. Apple bắt đầu bằng một nguyên âm a. Hoặc là an egg bắt đầu bằng một nguyên âm e. An hour. Âm h trong trường hợp này câm thì nên chúng ta sẽ nói là an hour. Một giờ chứ không nói là a hour. Mọi từ xác định the thì thường được dùng để chỉ người hoặc vật đã xác định. Tất cả người nói và cả người nghe đều biết người hoặc vật đang được đề cập đến. Mọi từ the được theo sau bởi một danh từ hoặc cụm danh từ. Nó có thể là số ít, số nhiều. Ví dụ như Did you store the tomatoes in the freezer? Did you store the tomatoes in the freezer? Em đã cất cà chua vào trong tủ lạnh chưa? Ở đây cả người nghe và người nói đều biết những quả cà chua đang được đề cập tới là những quả cà chua nào và ở đâu. Hay câu tiếp theo đó là Please pass me the butter. Please pass me the butter. Làm ơn đưa cho em lọ bơ. Ở đây người nghe và người nói đều biết tới lọ bơ là lọ bơ nào và ở chỗ nào. Tuy nhiên nếu như bạn nói Please pass me a butter. Please pass me a butter. Làm ơn đưa cho em lọ bơ vẫn có nghĩa như vậy. Nhưng trong trường hợp này có thể có rất là nhiều những lọ bơ khác nhau. Và khi nói đến a butter thì người nghe biết rằng người nói cần một lọ bơ. Và anh ta có thể nhặt bất cứ lọ bơ nào trong số những lọ bơ mà có sẵn để đưa cho người nói. Lọ bơ nào cũng được. Trong câu Nhưng tôi hay kể những câu chuyện hài hước, một số bạn làm là The funny stories. The funny stories. Như vậy là chưa đúng. Vì câu chuyện hài hước thì chỉ là câu chuyện được đề cập tới một cách chung chung, chứ không hề nhắc tới một câu chuyện cụ thể nào cả. Thế nên các bạn không được sử dụng mạo từ xác định the trong trường hợp này. Nếu như các bạn sử dụng mạo từ xác định the trong trường hợp này, bạn sẽ khiến người khác cảm thấy bối rối. Và họ không biết là câu chuyện mà bạn đang đề cập tới là câu chuyện nào. Và họ chưa từng được nghe những câu chuyện đó. Nên các bạn khi mà các bạn sử dụng mạo từ xác định thì cố gắng sử dụng cho thật chính xác để giúp để cái người nghe không bị cảm thấy lúng túng hay là khó hiểu về những cái gì mà bạn nói. Mạo từ the ngoài ra cũng được xác
là theo sau bởi một số tính từ để chỉ một tầng lớp hay một nhóm người nào đó trong xã hội. Ví dụ chúng ta có the old, người già, the blind, người mù, vân vân. Các bạn lưu ý là tất cả các mạo từ trên, mạo từ xác định hay mạo từ không xác định, rồi mạo từ xác định the thì đều được sử dụng trong rất là nhiều những trường hợp khác nhau. Tuy nhiên ở trên thì mình chỉ liệt kê ra một số trường hợp tiêu biểu. Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể tra Google nhé. Và bây giờ là phần bài tập của chúng ta. Câu thứ nhất, ông Philip là người trung thực và là khách hàng tiềm năng. Câu thứ hai, làm ơn tắt hết điện khi bạn rời khỏi phòng. Câu thứ ba, anh yêu, để ý tới lũ trẻ kìa. Nhớ làm bài tập các bạn nhé. Ok, hy vọng sau video này các bạn có thể phân biệt và sử dụng một cách chính xác hai loại mạo từ này. Và xin chào các bạn.